Chào cả nhà, hôm nay thu hoạch đậu xanh cả nhà ơi. Xanh trái quá trái cả nhà ơi. Trái nó khô mà nó khô không đều nè, khô không mớ. Hái để không hái nó nứt vỏ, nó rụng hột. Cây này khô quá, khô ở nhà ơi. Này khô nhiều nè. Cái này ba bữa nữa mình mới hái nữa cả nhà, ba bữa nữa hái tử nữa. Cái ruộng lúa của mình nha cả nhà, nay được 90 ngày rồi, cả 5 ngày để mình thu hoạch nha cả nhà. Nay bông vô học cho bông tới cậy cho rồi cả nhà ơi. Cánh cậy cho rồi cả nhà.
Chào cả nhà. Đậu rồng mình trồng hôm nay được 4 lá 5 lá nha cả nhà. Đây mình múc nước tưới cả nhà ơi. Nay được 4 5 lá. Mình trồng đi lỗ cách lỗ nha cả nhà. Cách lỗ 4 lỗ. Tại cái trước mình trồng khú hoa nè. Giờ anh trồng lỗ cách lỗ.